Nhụy hoa nghệ Tây khô được bán rất nhiều trên mạng, đặc biệt là hàng sách tay. Sản phẩm này được bán với giá 250.000 đồng 1 gram, rẻ hơn so với giá ở nhiều cửa hàng. Người bán giới thiệu là hàng sách tay từ Iran. Tuy nhiên, mùi thơm, màu sắc, kiểu sợi không giống như nhiều sản phẩm được quảng cáo. Không có đảm bảo được cái chất lượng từ cái saffron được sắp tay về như vậy, cũng như là một số cái saffron mà đã được ngâm hóa chất, cũng như là làm giả, hoặc là một số cái saffron mà nó đã quá cái hạn sử dụng, họ lại tái sử dụng lại bằng cách là họ ngâm một số hóa chất nào đó để bán lại cho người tiêu dùng. Thì cái đó là một cái mà người tiêu dùng nên cẩn thận và đề phòng trước khi mình chọn lựa mua một cái sản phẩm saffron nào đó trên thị trường Việt Nam. Nhụy hoa nghệ Tây được sản xuất ở nhiều nước Trung Đông, nhưng chỉ có Iran được tổ chức lương nông của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là FAO, đánh giá là nước có chất lượng và sản lượng cao nhất thế giới, lên tới 90% sản lượng xuất khẩu toàn cầu. Chất lượng hoa nghệ Tây cũng phụ thuộc vào độ tuổi hái hoa. Thường từ năm thứ tư, thứ năm trong vòng đời 8 năm của loại cây này là chất lượng tốt nhất.